Động cơ cano chính gốc này nha bà con, chính gốc luôn. Cái hồi nãy là chế để thấy quay cái chính gốc cái cano, động cơ cano cho bà con xem ha. Đó, đây là cái bộ khung của nó, bộ động cơ của nó đang sửa chữa đây. Đúng không con? Đó, đầy đủ, rất là đẹp. Cái chân vịt nè bà con ha. Đó. Chân vịt của nó đó. Rất mạnh ha. Động cơ kêu bằng thẳng lực mà. Rất là mạnh. Rất là đẹp ha.